Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của Đỗ Hoàng Sinh. Trong video ngày hôm nay thì Sinh sẽ đưa quý vị và các bạn đến tham quan những tiện ích của đại đô thị Vinhome Grand Park bằng 15 hình ảnh 360 độ. Đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể vào trang web sinhbatdongsan.vn. Tại màn hình trang chủ thì quý vị hãy bấm vào mục tin tức. Sau đó thì tìm đến bài viết có tiêu đề là Tổng hợp 15 hình 360 độ Vinhome Grand Park tháng 7 và click vào đó. Ngay sau đó sẽ xuất hiện 15 hình ảnh 360 độ được chụp bằng 15 góc máy khác nhau. Quý vị và các bạn có thể xem tổng quan dự án hoặc là góc nhìn từ The Rainbow, Origami, Quảng trường, Biệt thự ven sông, Công viên 36 hecta, Khu biệt thự Glory, Đại lộ ánh sáng, Phân khu The Manhattan, Phân khu Mastery Central Point, Phân khu The Beverly, Sông Tắc, Sông Nội Khu, Khu Dinh Thự và một tấm hình Vinhome Grand Park về đêm. Để muốn xem rõ hơn thì quý vị và các bạn hãy bấm vào biểu tượng xem toàn màn hình. Từ góc nhìn này thì chúng ta có thể thấy là công viên 36 hecta và đại lộ ánh sáng cực kỳ lung linh khi về đêm phải không ạ? Ngay tại vị trí này thì chúng ta có thể thấy được toàn cảnh của các phân khu Vinhome Grand Park. Và đây là góc nhìn từ phân khu The Rainbow. Tại phân khu The Rainbow thì chúng ta sẽ có một trường học mầm non Vinschool. Hiện nay trường học này đã xây dựng xong phần móng. Và đây là vị trí của tòa tháp văn phòng cao 45 tầng. Góc nhìn từ phân khu The Origami thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hình ảnh cụ thể của trung tâm thương mại Vincom Megamall và công viên 36 hecta. Hiện nay trung tâm thương mại Vincom Megamall đã hoàn thành xong phần hầm. Với góc máy này thì chúng ta sẽ thấy được khu vực quảng trường của công viên 36 hecta. Công viên 36 hecta sẽ bắt đầu từ khu vực này đến trải dài ra tới con sông Tắc. Và đây là vị trí của cầu Long Đại bắc qua phường Long Phước. Ngay tại vị trí này đó chính là quỹ đất của khu công nghệ cao 2. Ngay tại trung tâm của công viên 36 hecta sẽ bao gồm có 15 cây ánh sáng độc đáo.
và dọc theo bờ hồ nhân tạo sẽ có dãy 30 chòi nướng BBQ ngoài trời. Nhìn đối diện sang bên kia bờ hồ, đó chính là công viên thể thao. Ngay sát bờ hồ đó chính là vị trí của dịch vụ câu cá giải trí phục vụ cư dân. Và đây là hình ảnh của đảo Dưỡng Sinh, nơi sẽ có các bộ môn như là cờ vua, cờ tướng, sân golf và khu vực dành cho các bà cao tuổi tập dưỡng sinh. Tiếp theo thì chúng ta đến với góc máy từ phân khu The Manhattan Glory. Trước mắt màn hình của quý vị và các bạn đó chính là hình ảnh của hồ sen súng rất độc đáo tại phân khu này. Và liền kề với đó chính là vị trí của bến du thuyền Glory, cũng như là dãy 23 căn biệt thự độc bản ven sông. Và đây chính là hình ảnh của đại lộ ánh sáng. Phía bên phải màn hình đó chính là vị trí của trường học liên cấp Vinschool, hiện nay đã hoàn thành xong phần móng. Phía bên trái màn hình là hình ảnh của công viên nội khu của phân khu The Manhattan và quỹ đất của bệnh viện Vinmec. Tiếp theo thì chúng ta đến với góc nhìn từ phân khu Mattory Center Point. Phân khu Mattory Center Point bao gồm 10 tòa nhà, được đầu tư bởi Mattory Home. Từ vị trí này chúng ta sẽ thấy được công viên cầu vồng nằm ở giữa hai phân khu The Rainbow và phân khu The Origami. Đây là góc nhìn từ phân khu The Beverly, là một phân khu cao tầng đẹp nhất tại dự án Vinhome Grand Park này. Và như vậy thì video của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất về dự án Vinhome Grand Park cũng như là các dự án khác trong khu vực nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.